Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với tin nhanh 12 giờ của Tiếng Phạm TV. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 có thể gian lận bằng thiết bị siêu nhỏ. Mỹ cáo buộc máy bay Trung Quốc thao tác hung hăng ở Biển Đông. Huấn luyện viên Chu Xie công bố danh sách đội tuyển Việt Nam. Mở đầu chương trình là những tin vắn trong nước đáng chú ý. Thủ tướng vừa ký ban hành chỉ thị số 18 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ. Theo đó, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện chuyển đổi sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38. Tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, đăng ký nộp thuế trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia và các nền tảng khác do cơ quan thuế hướng dẫn. Khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 5, tại ngôi nhà số 948 Phan Châu Trinh thuộc khối phố 1, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, người dân phát hiện đám cháy xảy ra ở tầng 1. Nơi đây là hiệu sách và văn phòng phẩm. Có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc cháy lớn và lan nhanh. Vụ cháy đã khiến vợ chồng chủ tiệm sách là ông NT, 71 tuổi, và bà TH, 68 tuổi tử vong. Ngoài ra, một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo lịch cắt điện của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, nhiều nhà thuộc phố trung tâm thủ đô quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm bị cắt điện hàng giờ đồng hồ ngày 31 tháng 5. Một chung cư tại khu vực Bắc Từ Liêm bị cắt điện trong 9 tiếng từ 8 giờ đến 17 giờ. Với tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn trong thời gian tới, để tránh quá tải, EVN Hà Nội đưa ra khuyến cáo các khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm từ 11h30 đến 14h30 và từ 20h đến 22h hàng ngày. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 khu vực phía Bắc tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Trọng Thái, Phó trưởng phòng Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an cho biết, để gian lận trong phòng thi, thí sinh có thể sử dụng những thiết bị điện tử tinh vi, siêu nhỏ. Theo ông, hiện trong các điện thoại thông minh có liên kết trường gần NFC, không phụ thuộc vào sóng Wi-Fi 3G, 4G. Việc giao tiếp qua trường gần có thể sử dụng kính thông minh ở chiều thí sinh nhìn là một màn hình ảo. Gọng kính có phím để điều chỉnh qua lại các hình ảnh dữ liệu. Giao tiếp trường gần cũng được phát triển tích hợp vào vòng, nhẫn đeo tay, liên kết với điện thoại di động, tai nghe, có thể lấy bàn tay làm màn hình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Cơn mưa lớn đầu mùa diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh đã khiến nhiều khu vực bị ngập úng nặng. Có những đoạn đường cứ mưa là ngập, sau khi mặt đường được nâng nền thì nước mưa lại dồn về phía các tuyến đường hẻm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Trình, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp Viện Nghiên cứu Vùng và Đô thị cho rằng, trong thời gian qua, quá trình đô thị hóa dọc các tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra nhanh chóng, hạ tầng thoát nước chưa kịp phát triển theo quy hoạch nên đã gây ra tình trạng ngập úng khi có mưa lớn. Trong giai đoạn năm 2021-2022, thành phố đã giải quyết được 5 trên 18 tuyến đường ngập do mưa. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thực hiện các dự án để giải quyết 13 tuyến đường ngập do mưa còn lại. Thành phố đang hoàn thành công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với công trình cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền, Quốc Hương, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Hưởng. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn, chuyên gia lĩnh vực quy hoạch đô thị, cần gia tăng diện tích cây xanh, mặt nước khi thực hiện những dự án chỉnh trang lớn gần trung tâm thành phố. Trong đó, ông Sơn cho rằng cần nhiều diện tích đất hơn dành cho không gian xanh và hồ điều tiết. Chuyển sang phần tin quốc tế và thể thao. Mới đây, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, một phi công lái máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã thực hiện thao tác hung hăng không cần thiết, bay trực diện trước mặt và tiến sát mũi chiếc RC-135 đến mức chỉ còn cách khoảng 120 mét, buộc chiếc máy bay của Mỹ phải bay qua vùng nhiễu động hôm 26 tháng 5. Vụ việc mà Lầu Năm Góc gọi là kiểu hành động thường thấy của Trung Quốc xảy ra vào thời điểm quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington vẫn đang căng thẳng vì nhiều vấn đề, từ Đài Loan đến vụ bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc nghi do thám.
Triều Tiên vừa cho biết nỗ lực của nước này nhằm đưa một vệ tinh giám sát quân sự lên quỹ đạo đã thất bại khi tên lửa gặp trục trặc ở giai đoạn 2, hãng thông tấn KCNA đưa tin. Tên lửa đẩy vệ tinh mới Cholima-1 lao xuống biển và mất lực đẩy do bất thường của động cơ ở tầng 2 sau khi tầng 1 tách ra thành công trong chuyến bay bình thường. Trước đó, quân đội Hàn Quốc nói rằng Bình Nhưỡng đã phóng một vật thể không gian kích hoạt báo động ở Seoul và Nhật Bản. Dù cả hai không thường xuyên được ra sân, nhưng Công Phượng và Quang Hải dự kiến có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam tháng 6 năm 2023 để chuẩn bị cho các trận giao hữu thuộc FIFA Days và hướng tới ASEAN Cup 2023. Hầu hết các trụ cột của đội tuyển Việt Nam thời gian qua đều được gọi như Văn Hậu, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Đức. Huấn luyện viên Chu Jie cũng dành suất cho một số gương mặt mới trong danh sách khoảng 30 cầu thủ. Danh sách chính thức sẽ được công bố ngày 2 tháng 6 tới. Trong hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận đấu tập gặp các đội bóng nam vào thứ 6 và thứ 7 với đội cựu cầu thủ SEA Games 2023 và đội Đại sứ quán Mỹ. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 5 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới Đức tập huấn vào sáng ngày 5 tháng 6. Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với đương kim vô địch Mỹ, Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đây đều là những đội bóng rất mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.